kỳ là tuyệt vời. Gương mặt của mình nó được thay đổi hoàn toàn luôn cả nhà. Phải nói là trẻ ra 5 tuổi. Giờ đây á, sờ vào da của mình á, mềm, mướt, căng bóng này, thon gọn. Eo ơi, mình hài lòng vô cùng. Mà mình nhớ lại cái thời gian trước ấy, cái da của mình nó xấu lắm. Khi mà mình sinh em bé thứ hai ấy, thì là nào thì vết chân chim, vết nhăn ở đuôi mắt này, rồi những cái đêm không ngủ được này, trời ơi mắt sâu, trũng thâm cuồng. Xong rồi á, cơ nó sệ. Và cái điều đặc biệt nhất là cái viền hàm của mình nó hơi thô, nó không được đẹp. Thế nhưng đổi lại, sau chỉ sau 60 phút thôi ấy, mà gương mặt của mình nó đã như thế này rồi. Thật sự là mình rất là cảm ơn Arina khi mà mình đã lựa chọn Arina. Trước đây là mình đã trải qua nhiều phương pháp khác nhau. Và trước khi đến với Arina thì mình có tham khảo. Và mình được biết thứ nhất là giá của Arina với công nghệ Haifu này là cực kỳ là hợp lý nhất thị trường. Và thứ hai nữa là cái hiệu quả của nó để mà được như thế này. Thật sự là nó hiệu quả so với các cái công nghệ trước gấp nghìn lần. Và trước khi đến đây thì mình cũng có lo lắng. Lúc đầu mình rất là lo lắng là nó đau, nó rát hay là nó sưng. Nhưng mà thực tế trải nghiệm 60 phút ở tại đây cực kỳ là nhẹ nhàng. Bởi vì là đây là một cái công nghệ mà hiện đại và nó hoàn toàn không xâm lấn. Mình rất là hài lòng, rất là cảm ơn Arina rất là nhiều.